Chương trình này được bảo trợ bởi The new 2021 Sienna with hybrid power has an incredible 648-mile driving range. Loan Factory 714-444-9999, đừng bỏ lỡ. Mua một ly mật. Cảm ơn quý vị vẫn theo dõi chương trình Cà phê sáng thứ bảy với Nhi Huyền và Lê Thái. Và tin buổi sáng của Nhi Huyền với Lê Thái vào sáng thứ bảy là hy vọng đem tới cho quý vị tức là một cái giây phút rất là thoải mái và đôi lúc có cười, đôi lúc cũng có buồn nữa thưa quý vị. Cuộc sống đâu phải lúc nào mà cũng vui không đâu. Yeah. Đúng không? Đôi lúc cũng phải có nỗi buồn thưa quý vị. Và những bản tin của chúng tôi đưa đến toàn là những bản tin mà chúng tôi nghĩ rằng là quý vị giải trí được với những cái bản tin của nhiều và Lê Thái. Tuy là chúng tôi đôi lúc chúng tôi nói chuyện tiếng Anh không chuẩn bằng dân bản địa, đúng không? Yeah. Dân người Anh, người Mỹ mà làm sao mà chúng tôi nói giỏi được. Yeah. Mà đôi lúc thì dân ngay tại Việt Nam thì chúng tôi làm sao chúng tôi nhớ hết được những từ ngữ Việt Nam. Đúng. Nhưng mà đối với là nhiều Huyền Bề Thái đã cố gắng rất là nhiều để đem đến những cái bản tin thật là thú vị đến cho quý vị, thì mong rằng là những vị khán giả nào mà khó tính chút xíu thì quý vị nên dễ lại chút xíu để cho Như Huyền và Lê Thái dễ thở, đúng không? Dạ, chị Như đúng rồi. Cảm ơn Lê Thái, cảm ơn quý vị rất là nhiều. Và đúng, thường thường là những người mà bản tin ở bên người Mỹ cũng vậy, quý vị mà họ đã được lên, họ cũng được training qua rất là nhiều training, nguyên một cái trường đại học cho đó ở đó luôn, mà cái đó là cái công việc chính của họ. Thưa quý vị, cái công việc này là của Như Huyền với Lê Thái chỉ là một công việc phụ, tự vì là Như Huyền với Lê Thái còn cái công việc chính để mà support cái còn cuộc gia đình, sống còn riêng, học còn gia đình. Dạ, Lê Thái còn đang học trường gì? Dạ, BTA em đang học bên y. Dạ. Dạ, trường đó rất là sâu, là ra bác sĩ không? Dạ chưa đâu, phải học thêm nữa thì mình học mới thêm ra nữa được. Là sẽ ra bác sĩ. Nhưng mà Lê Thái vừa đi làm vừa đi học rất là giỏi thưa quý vị. Và đây là một cái bản tin kế tiếp đây. Vừa rồi pandemic rất là nhiều thì đa số những người là phải làm việc từ nhà. Thiệt ra làm việc từ nhà ai cũng nghĩ là sung sướng, mà thiệt ra không sung sướng đâu thưa quý vị. Nhi cũng là một trong người mà một trong những cái job của Nhi là phải làm việc từ nhà, tức là work from home. Trước giờ Nhi cũng làm việc từ nhà rồi, tự vì là làm về software thưa quý vị, không có cần phải đi lên trên công ty nhiều gì, cho ở nhà là cũng remote vô được những cái công ty, những cái software, và vô remote được computer của cái công ty để mà làm, để mà coding hoặc là làm họp hành, nên không có cần phải lên trên công ty nhiều. Nhưng mà thiệt ra theo cái quan điểm của Nhi á, Nhi thích đi lên trên công ty hơn, là tại vì mình được tách ra khỏi cái ở nhà của mình đi. Ở nhà là cái công việc nhà và cái công việc của mình nó cứ merge vào với nhau, mình không có cái thời gian để mà mình socialize hoặc là interact với tất cả mọi người. Thì đây là một cái bản tin Wall Street Journal, rất là nhiều nhân viên làm cho cái công ty này, cho Wall Street là như quý vị cũng biết là một cái công ty cổ phần rất là lớn tại New York. Và Wall Street này cũng là có rất là nhiều nhân viên ở đó. Thì những nhân viên làm việc trong cái năm vừa rồi rất là stress thưa quý vị, rất là căng thẳng, và họ cảm thấy giống như là bị đày đọa vậy đó. Cho nên cái công ty này họ đã bắt đầu cho đồ chơi hoặc là cho quà và cho những người nhân viên này để khuyến khích họ làm việc nhiều hơn. Thì là một ngân hàng của Wall Street đang bắt đầu phát đồ chơi, tặng quà và các đặc quyền. Và CEO gọi là Jeffries đã gửi một bản xuống cho 1.129 nhân viên, và cho những cái phân tích cộng sự của mình là cho biết trong một cái gói quà đó có những nhân viên có thể được chọn là Apple Watch hoặc là iPad, AirPods, hoặc là một trong những cái loại chơi là xe đạp Peloton, họ có thể chọn những cái món đồ chơi đó. Và theo thông tin cho biết, và của những nhà phân tích tại Wall Street Journal cho biết, trong những người này họ làm việc 95 giờ một tuần, và họ đã đứng lên phản bối và phàn nàn đó là vô nhân đạo và bắt họ làm việc rất là nhiều. Nhưng giám đốc CEO gọi là Goldman Sachs David Solomon cho biết ngân hàng sẽ tăng cường thực thi quy tắc vào thứ bảy. Những người này họ làm việc vào thứ bảy nữa thưa quý vị, là sẽ không làm việc vào thứ bảy. Và từ họ sẽ bắt đầu nghỉ từ 9 giờ tối thứ sáu cho tới 9 giờ sáng chủ nhật, trừ những cái trường hợp ngoại lệ mà thôi thì họ phải đi làm việc. Và những cái nhà bang cũng vậy, nhân viên làm việc rất là cực lực, và họ thông báo rằng vào ngày thứ sáu, tức là Freedom Call, có nghĩa rằng là như quý vị làm ở nhà, mình cứ nghe Zoom làm việc ở trên Zoom, rồi lúc nào cũng meeting, chứ meeting rất là căng thẳng thưa quý vị. Có một ngày đôi lúc chị meeting cho tới 5 hoặc 6, 7 lần thưa quý vị, không có làm việc gì được hết, suốt ngày chứ meeting với meeting mà thôi. Rất là mệt. Thì ngày thứ 6 vừa rồi là những cái nhà bang đó cho nói rằng là thứ 6 không có Zoom call nữa, có nghĩa là không có meeting, chỉ có làm việc, để cho người đôi lúc mình cũng không muốn cái ngày nào cũng nói bên tai mình, rất là mệt. Và các nhân viên cũng cho biết rằng là nhà bang cũng tăng cường và cho nhân viên thêm tiền hoặc là tăng thêm
và không cho làm ngày thứ bảy nữa, để cho họ cảm thấy đỡ căng thẳng hơn và cái công việc của họ được có năng lực nhiều hơn. Và cái điều này KPMG nè, với là những cái công ty, KPMG là một cái công ty accounting lớn ở tại nước Mỹ này, họ nhân viên họ làm việc vừa rồi cũng rất là cực lực thưa quý vị, thì họ cũng có những cái đối đãi và những cái ưu đãi cho nhân viên này. Dạ vâng, mùa đại dịch vừa qua thì chúng ta biết rằng rất là nhiều người, người ta làm việc tại nhà thưa quý vị. Và không phải là làm việc tại nhà nó thoải mái đâu, một số người người ta rất là thích, nhưng mà một số người người ta lại không thích. Nhưng mà suy cho cùng, nếu như chúng ta làm việc tại nhà nó mệt hơn rất là nhiều, tại vì chúng ta phải dành rất là nhiều thời gian. Nó giống như làm chị nhiều nói, hơn nữa. Làm nhiều hơn và meeting liên tục, tại vì đâu có thể nào gặp nhau để mà nói chuyện, để truyền đạt lại những cái thông tin nào cần thiết để chúng ta giải quyết đâu. Thật ra là meeting, mà meeting nó phải là riêng cho một người. Khi mà meeting thì tất cả những cái tập thể, những cái nhóm người ta làm việc chung với nhau, những cái teamwork, thì chắc chắn là chúng ta phải phải meeting rất là nhiều và rất là cực. Nhiều khi ở nhà lại rất là khó. Nếu như mà chúng ta có con cái, có con cái, có vợ con, có con cái, dạ vâng, chúng nhiều khi mà chúng Lê Thái vẫn hay xem những cái video trên YouTube, khi mà người ta đang meeting tự nhiên con nhảy vô rồi con cười này nọ, rồi có những con chó chạy lên liếm mặt mình, đó là những rồi nhà có tiếng ồn thì đang meet tự nhiên, dạ vâng, đó là những khoảng khắc mà chúng ta thấy là rất là dễ thương, nhưng bên cạnh đó thì người ta rất là khó chịu khi mà chúng ta phải rất là căng thẳng. Và giống như cái chương trình American Idol hay là những cái chương trình X Factor, chúng ta xem những cái chương trình đó là tương lai có khán giả vỗ tay, mà bây giờ người ta làm theo hệ thống là Zoom, người ta làm phỏng vấn thí sinh trình diễn ở trên Zoom, tuy nó rất là lạ nhưng mà thưa quý vị chỉ là cũng không bằng ở ngoài. Tạm thời thôi để mà chúng ta xem, chúng ta trong mùa đại dịch chúng ta trải qua thôi. Thành ra không có gì bằng thực tế cuộc sống, đúng không? Đúng. Dạ vâng, và kính thưa tất cả quý vị, bản tin này là bản tin cuối trong ngày hôm nay. Chúng ta chỉ biết diễn viên mà Eddie Murphy, một diễn viên da đen rất nổi tiếng, với lại rất là funny, nhiều cái vai diễn hài thưa quý vị. Và đến ngày hôm nay thì diễn viên này đã có 10 đứa con rồi. Và đứa con 10 mà, đứa con? 10 đứa con. Oh my gosh. Dạ vâng. Một thông tin vui trong buổi thông tin cuối của Cà Phê Sáng ngày hôm nay. Quý vị xem trên màn ảnh đó là gia đình của nam diễn viên Eddie Murphy. Ông bố có 10 con. Và danh hài Eddie Murphy cho biết rằng ông hạnh phúc vì không ai trong số 10 đứa con của ông mình của ông bị hư hỏng. Và ông nói rằng là các con của tôi rất là tuyệt vời. Sống như những người bình thường và không có đứa nào ngổ ngược lại giống như những đứa con của Hollywood hết. Và ông cảm thấy biết ơn và may mắn về điều đó trong cuộc phỏng vấn với tờ Mirror vào đầu tháng 3 vừa qua. Và lần đầu tiên Murphy đã làm cha vào năm 1989 với bạn gái là Bolas McLeely, đặt tên con trai là Eric. Và một năm sau thì tài tử này và bạn gái Tamara Hood đã sinh con trai là Christian. Năm 1993 thì Murphy lại cưới người mẫu Nicole Mitchell và có 5 con chung với lại cô này, có đó là Raya, Miles, Sen, Zola và Bella. Và vài tháng sau thì vụ ly dị với lại cái nữ người mẫu này vào năm 2006 thưa quý vị. Và Murphy đã vướng lùm xùm có con rơi với lại nữ danh ca, nữ ca sĩ rất là nổi tiếng, đó là Mel B, thành viên của nhóm nhạc Spice Girls mà chúng ta đã từng biết đến với những bài rất là nổi tiếng thưa quý vị. Nữ ca sĩ người Anh nói là bé gái là tên là Angel, là con của nam diễn viên này, nhưng mà anh phủ nhận. Và sau khi cô đưa bé gái này đi làm ADN, DNA để mà xác minh là có phải là con của Murphy không, và chính xác ra kết quả là chính xác, thì được từ đó thì nam diễn viên này mới nhận cô là con gái của ông. Murphy có thêm 2 người con nữa đối với nữ diễn viên Beth Butcher lần lượt vào các năm 2016 và năm 2018. Khi đó thì nam diễn viên này đã 57 tuổi. Và anh yêu thương một con một cách không công bằng, anh cũng tự nhận điều đó, nhưng mà ông rất là hãnh diện vì tất cả những đứa con của ông vẫn theo đuổi những cái công việc cá nhân riêng của những đứa con của mình. Và trong khi đó thì ông vẫn dành toàn cái thời gian dành cho gia đình hiện tại và công việc diễn xuất của mình. Và lâu lâu thì vẫn thỉnh thoảng vẫn hay gặp gỡ những người con của mình và cảm thấy rất là vui khi những đứa con của mình trưởng thành một cách rất là thành công, rất là tốt đẹp, và vẫn đang theo đuổi sự nghiệp của mình một cách rất là nghiêm túc và không ngỗ nghịch, không hư hỏng giống như những đứa con của những cái cặp đôi nổi tiếng của Hollywood mà chúng ta đã từng biết đến trước đây rất là nhiều. Khi mà người ta làm những cái diễn viên Hollywood, người ta khi người ta có tiền rồi sanh ra những đứa con thì những đứa con đó người ta ỷ lại vào cái tài sản của bố mẹ. Thành ra học hành không đến nơi đến chốn, hoặc là quậy phá, hoặc là ăn chơi sa đọa, thì chúng ta thấy là
rất là nhiều, xài thuốc, uống, ăn uống rồi lại gây accident rồi vào tù, tù tội rất là nhiều. Và nam diễn viên rất là tự hào vì mình là có 10 đứa con rất là ngoan. Và 10 không đứa phải... con, wow. 10 con giờ rất chị là ngoan. Mới biết, chị cũng tưởng chắc vài đứa con thôi. Lâu lâu thì Lê Thái và Như Huyền cũng đưa đến những cái thông tin về những nam diễn viên, nữ nữ diễn viên, những người ca sĩ, những ngôi sao của thế giới đến cho quý vị. Nhiều khi á, quý vị cũng không có biết nhiều về cái thông tin về người đó. Chúng đúng ta rồi. Đâu có thời gian. Cũng đâu có biết đâu, đâu có thời gian đâu mà đi theo đúng dõi. Rồi. Chúng ta không có thời gian và nhờ những cái thông tin này thì bản thân Như Huyền và Lê Thái cũng biết thêm một số thông tin về gia đình của nam diễn viên Eddie Murphy và quý vị cũng vậy. Và kính thưa quý vị, chương trình Cà Phê Sáng của cuối tuần của chúng tôi vẫn tiếp tục hàng ngày vào thứ bảy và quý vị ơi, quý vị đón chờ xem những cái chương trình của Duy và Lê Thái vào thứ bảy tuần sau nha. Rất là cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi chương trình. Cảm ơn Lê Thái rất là nhiều cho những tin rất là thú vị ngày hôm nay. Và Nhi Huyền cũng học rất nhiều từ Lê Thái, mặc dù Lê Thái rất là trẻ tuổi, thưa quý vị. Và cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Cà Phê Sáng. Và chúc quý vị có một ngày thứ bảy thật là vui vẻ.